Em Vũ xin chào bà con cô bác trên YouTube. Chiều nay em có mấy cặp hồ kim 125 đó nha, quay lên cho bà con cô bác coi. Thì bà con nào mà có lựa chọn con số nào nó được mình thấy ưng ý ha, thì điện cho Vũ, Vũ sẽ gửi cho bà con. Thì mấy cái này á thì cái dạng nó cũng ít tiền thì em sẽ ship code cho bà con luôn. Quan trọng là bà con uy tín với nhau thì mình ship code thôi, không có sợ vấn đề mà lừa đảo lừa gạt. Hình như em có hai cặp phục cọp á, bà con đón xem nha. Ở đây thì cái hàng VIP cọp á thì em mua nó mắc tiền thì mình bán ra nó nhỉnh hơn chút. Đây cặp phục số 1 này là nhất chỉ ha. Từ cái nước da và cái ống si, nước da đen trên là nhựa nè, ống si và cái phần cối. Đây là phục kim 125 tháo trong xe ra đó, mà nó mới vậy đó. Bán cái đồ mắc tiền thì nó đẹp thì nó mắc tiền thôi nè. Có chữ B ở trong cái hình tròn đó các bác ha, là có chữ B phở, chữ B phở cho chấm đen á, thì đó là hàng ghim tháo xe. Và phục kim 125 này thì chiều dài là 3 tấc 3, thì bà con gắn như ghim đối với những cái dòng xe, gắn như ghim vô những dòng xe. Thứ nhất là full led từ đời 27 đô lên, rồi alpha 110 từ 27 đô lên, rồi Blast 110 từ 27 đô lên đó, ai gạt ít 27 đô lên là như green như luôn bà con ha. Rồi quay y từ 27 đô lên là quay y led đó. Rồi những cái dòng xe khác, ví dụ từ đời 27 đổ xuống thì có phun mập nó cũng 3 tấc 3, nó cũng vừa. Rồi quanh pha lốc trắng lốc đen á thì nó sẽ là 3 tấc 3, 5 phân, nó cao hơn này 5 phân là nhiêu đây nè, thì nó cũng không có ảnh hưởng chất lượng gì hết trơn á, cũng không có phát hiện được. Nhưng mà tùy theo cái dòng xe mà cái acco lớn và acco nhỏ. Đây là dòng xe đời mới, cái lỗ acco nhỏ. Nhầm chiếc xe là cái lỗ acco lớn nữa. Nhầm chiếc xe lỗ acco lớn thì chúng ta phải đóng cái này ra và đưa cái lỗ acco lớn vô mới sử dụng được. Mới đưa vô cái phần sườn mình bắt mới vừa. Còn dính đất cặp phục rung mình cặp phục này ha. Giờ cặp phục số 1 này rung mình càng xà beng luôn á bà con ha, không có một vết tì luôn á. Tại cái này là dính hay cái hơi keo, hồi nãy giờ em đẩy cái móng lên nó chóc keo ra nè, hơi keo. Tại vì đồ gửi về nó sẽ bị dính keo hết hồn cặp phục ha. Từ phần ống trên thì hình người các bác coi nè, càng nhựa càng xà beng, rồi cái phần ống xi bên dưới á, ống xi này và phần cối này nó mới. Bán cái này cho anh em nhầm khi là tưởng là phục mới luôn, nhưng mà phục tháo xe là có chữ B đây, còn phục mới là không có chữ B, nó chỉ có cái hình tròn thôi. Đây là ghim 125 tháo xe đắt đời 2022 trên đầu. Và cặp phục này em mua rất là cao tiền cho nên em sẽ bán cao tiền. Anh em nào thích thì alo, không thích thì mình thấy không mắc quá thì mình sẽ chọn cái cặp khác, nó có nhiều cặp để chọn nữa mà. Cặp này em bán 1.9 triệu nha, giá tê chính cúc, nhưng mà phục thì thứ gì chịu nói đó. Số 1, 1.9 triệu nha các bác ha. Thấy mấy cái bọc này vô bọc luôn chị Năm à. Nó cũng còn cặp phục, hình như còn một cặp phục cọp nữa đó bà con ha. Hai cặp phục cọp. Nè cái này nè, nó không có bằng. Phần cối này cái ánh sáng của cối nó không có bằng ha. Ống xi nhựa. Rồi em sẽ quay kỹ nè, từ cái ống nhựa bên trên cô bác coi là cái hình người vẫn còn và bút lông vẫn còn ha. Vẫn là đắt 22, em bán toàn bộ đời 22, không ngầm mấy cái đời thấp không có mua. Ống xi đây, phần cối đây đó, nó cũng lành lặn, nó không bị thẹo dít chân ha, nhưng mà nó đồ nó không có được phao, nó không được cọp như cặp lúc nãy đó. Cái này thì bụi thôi, mấy cái đen em bụi thôi. Rồi đẩy ra hết, cần cối nên vẫn còn dính đất rồi, đất rồi đẩy ra rồi ha, chùi ra nó mới nè. Nhựa trên thì chạy chỗ rất là ít, đây rất là ít nha cô bác ha. Mấy này thì nó không có quan trọng gì hết trơn á. Hơi tại khi mình lên xe thì nó sẽ che lại, ở chỗ này có chày nha cô bác ha. Đó là bạc gồ nó mới gì nè, màu mè này đổ thun nó dày gì nè, bền lắm. Đưa lên chiếc quay y hay là chiếc phun full led xài biết chừng nào.
cái phần cối này em dám bao bà con có bắt là 5 năm luôn, nó không nổ dập luôn. Nó bền lắm, phổ kim 125 là có tiếng từ xưa giờ mà. Nè, Argo 7 màu luôn không? Hàng em tuyển lựa về để bán cho bà con. Rồi cái cặp phuộc này em bán với giá là 1,6 triệu nha các bác ha. Số 2 thì bà con mua cái nào cứ chọn cho mình con số, mình coi cái video xong rồi Vũ anh lấy số 2 là số 3 rồi đó, gửi về cho anh địa chỉ. Thì cô bác chỉ việc cho cái địa chỉ là ấp xã huyện tỉnh thì nó sẽ em sẽ gửi về số nhà đó, sẽ gửi về tới nhà cho cô bác luôn. Rồi tiếp theo là cặp số 3. Cặp số 3 thì phần cối này nè, phần cối này nó không có được phao ha, không có phao như hai cặp vừa rồi, nó sẽ kém hơn nữa. Hình người đây, đó. À, phần cối này không phao đồ bằng ha, đồ phao là nó can dữ dằn lắm. Vẫn là đắt đây 22 các bác ha. Tại vì cái phần đẹp xấu là tùy theo cái vùng đất mà người ta xài. Cái vùng đất nếu mà dùng đất đỏ, đất phèn gì đó thì nó sẽ mau cái sự mà oxy hóa hơn. Vậy thôi. Rồi là xe chép xe cho nhiều. Vậy thôi. Vẫn là đời 22, đi gần mới đây mới sản xuất đây nhưng mà nó vẫn là có cái dấu hiệu tùy theo dùng đất. Như xài ẩu thì kia nó với người ta tháo ra người ta có cưng chiều hay không, hay là ta bỏ thí. Trong khi ta treo bỏ thí nữa. Rồi cái thằng này thì vỏ nhựa các bác coi ha, vỏ nhựa thì ok. Không có chạy gì. Ha. Chỗ này con vết. Này. Vỏ nhựa lên xe thì nó đã che rồi. Bên đây con vết chạy đây. Ha. Ống xi thì không có đổ lông chuột. Cối thì nó không có được cọp, ống xi chỗ này có đổ lông chuột miếng đây. Ít cái phần này chưa đáng kể. Cái phần cối thì nó không có được cọp nha bà con ha, cối nó bị lại sậm màu rồi đó. Rồi cặp phuộc này em bán cho bà con cô bác là cặp phuộc số 3. Đó, 1,5 triệu rồi bà con cô bác ha. Đó. Tùy theo đẹp xấu mình dễ mua lắm. Ví dụ mấy anh nào mà vợ mình cho mình nhiều tiền thì mình mua đồ đẹp thôi. Mấy anh nào vợ mình cho ít tiền thì mình mua đồ kém chút xíu mình xài thôi. Dễ mà. Rồi cặp phục số 4. Đó, cái này là nãy mình soi nè. Hàng này rất là VIP ha. Hàng VIP thì cái giá nó không hề rẻ rồi. Nhưng mình sao hai cặp lên nè ha. Thằng này mới chấp. Thằng này kém hơn. Đó, vậy thôi. Rồi cặp phục số 4 này. Hết hồn nó mới rồi. Tới công chuyện luôn. Hai em hai ếch đây ha. Thì bà con coi thì cái phần hình người bên trên nó từ phần cối nè, ống xi là như ở trong hộp luôn nha. Còn cái hình người là bút lông đầy đủ, hình người sáng chân. Vỏ đây. Vỏ cũng còn sáng chân. Đó. Argo rồi nè mới chóc hết trơn nghe quát hay. Bộ nội cạp nó còn đó. Rồi mấy cái phần này là sáng chân ok, không chạy luôn. Đó, hình người 3,7 triệu. À mấy cái này là mới chóc hết trơn rồi quá ha. Đó. Rồi cái ống xi nè. Ống xi và phần cối là như mới. Cắt đỉnh luôn. Cái hàng VIP này em lựa tiễn đâu khó khăn lắm mới được gì chứ không phải là nó nhiều đại trà đâu. Rồi không lỡ các bác ha, từ đầu chí cuối là không lỡ. Rất là keng. Đó, bà con các bác coi ha. Đó, ống xi nè. Tới công chuyện luôn ha. Là xứng đáng đồng tiền bát gạo lắm. Còn phục kim 125 á thì bà con cô bác trên cái xe mình thí dụ mình gắn lên xe lên mình chở một người nó vẫn nhúng ok, hai người vẫn vậy mà tống ba người luôn, cho cô bác tống ba người mập lù luôn nó vẫn là nhúng ok. Nó rất là đỉnh. Phục này là từ xưa giờ là nó đỉnh lắm. Mà bền dữ dằn lắm. Rồi số 4 nha các bác ha. Số 4 này cọp y chang như số 1 nha. Giá 1,9 triệu không hề rẻ nha các bác ha. Hàng đỉnh thì xuất sắc thì nó sẽ là vậy á. Như mới luôn. Rồi cái phần số 4 em cho qua.
Rồi tiếp theo là cặp phục số 5. Đó, cái hằng nó không cặp thì nó sẽ không có bằng nè. Thấy không? Cái cối không có bao giờ nó bằng những cái phục cặp. Những cái dòng đất phèn nó sẽ giờ bậy xuống lắm. Nè đây 22 của bác ha. 22 ớt đây, 22 ớt đây là trên đầu ha. Đó, thì dàn nhựa là ok. Nhựa phần ống xi hơi xà quá, coi gần cho nó vừa bụng cái mình xuống tiền mình mua vậy thôi. Số 5 đó, từ phần hành người ok nha. Qua đây qua bên hai người đó, phần nhựa đen ok đó, phần bên trên ống xi, ống xi ok, không nổ không chạy chóc như cho người cậu quát ha, không nổ không chạy chóc bình thường hết. Dính ở đây là này kia chùi gãy cho người móng tay chùi nè. Nè phần cối nè ha, dính đất như vậy còn tùm lum này nè. Rồi cái cặp này nói chung là đều đó, đều còn dính đất đỏ nè. Cái cặp này đều cặp lắm nhưng mà nó không có được cặp nha, nó không cặp so với những cặp hai cặp chiều chính vừa rồi, đều đó. Vỏ là thấy hầu như là không chày, chày rất ít đây một chút xíu à, một chút xíu rồi các bác ha. Đó, ống xi là không có nổ, là không có chạy lông chuột nha, vẫn còn dính keo nữa, keo. Đó, rồi phần cối nó cũng còn sáng nhưng mà không có được cặp, thì cái cặp này em sẽ bán là 1.600.000 cho các bác ha. Đây này, số 5 rồi hả ta, số 6. Số 6, 1.600.000 nha bà con nha ha. Số 7. Số 7 này cái cối nó sáng nè. Đó, cối giọng xi can nè, ha không? Thành người can. Số 4, số 6. Số 4, số 5. Số 6 luôn đi. À, cái trong này có chạy nha các bác ha. Nè. Nó chạy nhâm 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 á. Nè. Đó. Nè vậy nhâm 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 nhâm. Đó, hình người còn ok nè 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 ha, chạy nhâm nhâm nè. Cọ quẹt nhau á. Tại nhầm khi người ta cột hai cọng dây lông bè vô người ta treo lên nè, nè, rõ ràng luôn nè. Cái này nó chạy nhâm nhâm này là cột dây lông bè lên treo nè, không? Hai cái cột chung treo lên. Bên đây nó chạy nữa nè. Ha. Còn phần ống xi là ok, ống xi gắt bóng. Cối sáng. Cối sáng nha các bác ha. Cối này chùi gần cái là sáng liền. Hạt rô thì màu mè đầy đủ, đó, mới chóc. Chạy đây nha các bác ha. Hình người ok. Hình người còn ok luôn. À, Vũ xin nhắc lại là cái phục này nó không có bên trái và bên phải các bác ha. Mình tùy chỉnh ok, không có nhầm gì hết, nó có thể xây được á, không có phải trái. Đây, cái chữ B. Còn dính đất đây nè ha. Tụi em bán mộc mạc nó không có dạng bùa phép gì đâu. Đồ em rất là nhiều, không có thời gian, nói chung là không có thời gian để bùa đâu. Mà em không có rảnh để làm mấy cái chuyện đó đâu. Coi sao bán vậy đi. Bà con nào thích mua, không có thích không thích mình gắn xe nhà. Rồi có chạy. Nó có sáng đẹp. Rồi. Số 7 nha các bác ha. Đó, nãy số 6 giờ tôi số 7 là 1.550.000 nha các bác ha. Chiều gửi 50.000 do chạy. Tiếp theo là cặp số 8. Trời ơi, ai ghi cái gì vậy ta? Ai ghi cái gì đâu ta. Rồi tiếp theo nha bà con các bác ha, là cặp này là cặp số 8. Số 7 nãy ghi rồi, này là số 8 cuối cùng. Cái này là chữ người ta ghi, không phải em ghi ha. Nhắn là đời 22 trên các bác ha. 22S đây nè. Đây 22S đây ha. Rồi cái phần ống xi là thấy can rồi đó. Ống xi này nè.
Cam xi này là mình thấy keng nó nha các bác ha. Phần cối cũng sáng luôn. Chồi cái phần đất này xíu là cối nó sẽ sáng lên thôi. Vỏ là có xước nha các bác ha. Vỏ xước nè. Rồi xước đường đây à. Hành người là ok, bút lông ok. Này là em xây cho các bác coi là phột kim 125 nó không có trái phải mình nè. Cái lỗ này với này hình một người lên, thẳng lên trên đây là ok. Nè, mình có thể xây nó nha. Xây nó mà có ngạt mũi luôn. Rồi cây này thì đó, hình người ok. Đó, cái phần ống xi là ok nha các bác ha. Cối cũng đẹp luôn. Rồi cặp số 8 này em bán với giá là 1.6 triệu các bác ha. Rồi Vũ xin kết thúc clip này. Bà con cô bác nào mua cái nào được thì hú em sẽ gửi cho bà con cô bác ha. Xin chào bà con cô bác ha. Chúc bà con cô bác một ngày an lành hạnh phúc ha. Xin chào.